hello hello chị đức vũ xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của đức vũ cuộc sống mỹ tại dmv và đây là cái kênh mà đức vũ luôn chia sẻ những cái điều thực tế thiết thực nhất uh, cuộc sống ở mỹ quý gọn ha thì uh, hôm nay là ngày uh, thứ ba thì ngày là mình đi làm cho nên là mình cũng không có nhiều thời gian để uh, livestream nhưng mà mình vẫn uh, cập nhật những cái tin tức thì uh, đây là cái kênh mà mình cập nhật những cái tin tức liên quan đến nhà cửa rồi uh, công ăn việc làm rồi các cái tin tức uh, ở Mỹ thì uh, mong nó đem lại một chút chút giá trị cho tất cả quý vị các bạn uh, lời đầu tiên xin cầu chúc cho tất cả quý vị các bạn cùng với gia đình của mình luôn là thật nhiều sức khỏe hạnh phúc bình an thì thông thường buổi sáng các bạn thì thông thường mình hay xem tin tức về chứng khoán, nhà cửa, việc làm, tất cả mọi thứ. thì đầu tiên cái tiêu đề ngày hôm nay nó là niềm tin, <laughs> niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường nhà đã chạm một cái mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. thì quý vị các bạn cũng biết đó, là bây giờ thì người mua họ rất là e dè và người bán thì vừa rồi họ tranh thủ họ bán nhưng mà bây giờ thì sao bạn họ cũng không muốn bán nữa bởi vì bây giờ giá nhà nó bắt đầu giá nhà bắt đầu nó chậm dần và bán nó cũng khó giống như là những cái thông tin phân tích trước của quý vị các bạn thì mình đã phân tích nhưng mà bây giờ mình đang nói tới cái chuyện là là uh, mọi người nói cô comment đức vũ là việc làm là một trong những cái mà nó làm sao nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà mua nhà một trong những yếu tố bạn nó có năm sáu yếu tố thì à, gì đó thì à, có một cái yếu tố quan trọng đó là việc làm nếu mà quý vị các bạn có việc làm thì ổn định và cái à, chỉ số hôm trước Đức Vũ nói Ủa tại sao các cái ngành mà bán lẻ rồi quơm mạc thì nó sao nó nó sa thải rồi test là rồi cái tất cả mọi thứ nó sa thải còn trong khi đó cái báo cáo mới nhất là có 528.000 việc làm rồi tỷ lệ thất nghiệp nó tỷ lệ thất nghiệp nó giảm xuống còn 3.5 phần trăm thôi Dạ thưa quý vị các bạn cái ngành mà quan trọng là những cái ngành mà người ta có thu nhập cao, thu nhập cao là các cái anh chị cô chú cô bác và những cái người Mỹ người ta làm sao? người ta làm trăm ngàn hai trăm ngàn trở lên thì những cái ngành đó thất nghiệp ví dụ như Tesla các bạn ha, rồi à, Twitter rồi à, Facebook rồi các cái ngành tài chính, ngành về nhà cửa, Redfin rồi Compass rồi các ngành cho vay thì những cái ngành đó người ta làm trăm ngàn trở lên không quý vị các bạn và những cái người làm một trăm ngàn trở lên thì nó mới góp vào cái nền kinh tế của Mỹ nó phát triển là những người đó là những cái người mà uh, chi tiêu nhiều đúng không các bạn là những cái người mà họ uh, làm cho kinh tế của Mỹ phát triển. Còn những cái ngành ví dụ như là làm lương 15, 20 đô các bạn 15 đô thì bây giờ việc làm nhiều nhưng mà sao nó giống như là một cái bong bóng và đó là cái đó là cái nhận xét của Đức Vũ quý các bạn ha. Bởi vì mình thấy các cái công ty lớn các chỗ mà những cái người mà làm lương thu nhập cao đó mới là quan trọng còn những người làm 20 000 ngàn ba ngàn một năm thì làm gì họ sống còn chưa đủ nữa đúng không các bạn làm sao họ có thể mua được nhà làm sao họ có thể uh, mua được xe rồi làm sao họ có thể uh, xe thì có thể mua được các bạn nhưng mà làm sao họ có thể thúc đẩy kinh tế của Mỹ được và cái tỷ lệ bây giờ người ta nói thêm một cái nữa đó là bây giờ thời điểm này là sau khi lạm phát sâu rồi các bạn thì bắt đầu nó trở thành uh, deflation nhưng mà thôi deflation thì mình sẽ nói sau rồi thì uh, đó là những cái mà nhận định của Đức Vũ thôi, còn có thể quý vị các bạn sẽ xem bởi vì nó là cái bóng bóng quý vị các bạn và cái việc làm nó rất là quan trọng. Mà bây giờ thì mình sẽ vô vô cái nội dung à, tin tức ngày hôm nay như thế nào? Đó là niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường nhà ở chạm mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Bây giờ mời mời quý vị các bạn lắng nghe của Đức Vũ nha. À, thưa quý vị các bạn, niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường nhà xuống thấp mức nhất kể từ năm 2001, à, 2011 do cá nhân người mua à, do cả người mua và người bán đều trở nên bi quan có nghĩa là bây giờ đi mua cũng khó à. tiếp theo nữa là người bán người ta cũng thấy không có hấp dẫn để bán à. rồi chỉ có 17% trong số những người được khảo sát vào tháng 7 cho biết bây giờ là thời điểm mua nhà tốt nhất à 100% mà chỉ có 17% nói là thời điểm mua nhà tốt nhất nhưng mà đa số đúng không các bạn, đa số là sao? Bây giờ không phải là thời điểm mua nhà. Giảm so với 20% trong tháng 6 có nghĩa là hai tháng tháng 6 là 20%, người ta đã giảm rồi đúng không các bạn ạ à, mà trong tháng 7 nó chỉ còn 17% thôi. Tuy nhiên điều đáng nói hơn nữa là tỷ lệ người bán nhà cho rằng đây là thời điểm thích hợp để niêm ít nhà của họ đã giảm xuống 67% trong tháng 7 từ mức 76% trước đó có nghĩa là sao các bạn cái người bán nhà họ bắt đầu họ cũng đã giảm cái việc mà list nhà lên để bán các bạn à, à, vì á, người ta nói ô bây giờ mà mình bán nhanh đi bây giờ giá nó còn ok nè bán đi chứ mai mốt mà giá nó xuống nữa thì sao à, thì cái này chúng ta vừa đọc vừa phân tích các bạn ha hiện nay ít cái người mà mua nhà nghĩ rằng giá nhà sẽ tăng có nghĩa là người ta nói giá nhà sẽ giảm trong khi tỷ lệ người nghĩ giá nhà sẽ giảm đã tăng từ 27 phần trăm lên 30 phần trăm có nghĩa là có 30 phần số người suy nghĩ rằng bây giờ giá nhà nó sẽ giảm à, nhớ nha có bị quả ha 30 phần trăm số người giá nhà sẽ giảm thì à, cái chỉ số mà một trong những cái chỉ số mà người ta hay khảo sát đó là đó là chỉ số tâm lý à, thì khi mà đi mua nhà các bạn đi mua nhà thì uh, hôm trước chị đức vũ làm nhiều video rồi thì nó có những cái điều kiện để đi mua nhà vậy thì uh, mua nhà nó gồm có sáu uh, bảy cái mà quan trọng hôm uh, trước đức vũ nói là sáu cái đúng không thứ nhất đó là điều kiện mua uh, điều kiện để mình được mua căn nhà thứ hai là điều kiện để mình bán uh, cái điều kiện của cái người bán căn nhà à, mua mình đi mua nhưng mà phải có cái điều kiện của mình khi mua rồi điều kiện khi bán rồi cái uh, cái xem cái nhà đó cái uh, giá nhà đó nó sao các bạn à, về giá nhà mình phải xem về giá nhà rồi mình phải xem về cái lãi suất cho vay lãi suất thế chấp cho vay nó có phù hợp hay không à, rồi tiếp theo là đến việc làm việc làm và cái tiếp theo nữa là những cái chi tiêu thay đổi cái thu nhập của chúng ta thì chỉ số một cái chỉ số quan trọng để đo, đo về lạm phát đó là chỉ số cpi à, uh, CPI là chỉ số về giá cả tiêu dùng à, thì đó là một trong những cái mà nó có thể làm thay đổi à, cái à, thu nhập hoặc là chi tiêu trong gia đình của quý vị các bạn thì nhìn chung chỉ số này à, các cái chỉ số này đã giảm 2 điểm trong tháng 7 xuống còn 62,8% nó giảm khoảng 13 điểm so với một năm trước đó bởi vì hồi xưa cái chỉ số mà tâm lý mua nhà này các bạn là những cái những sáu cái mà Đức Vũ vừa nói đó thì nó đạt ở mức mà cao nhất là năm là 93,7% vào mùa hè năm 2019 à, đó là cái mùa mà trước đại dịch quý vị bạn à, tiếp theo nữa là lãi suất thế chấp bất lợi ngày càng được người tiêu dùng coi đây là một cái lý do hàng đầu à, đằng sau nhận thức ngày càng tăng rằng đây là thời điểm xấu để mua nhà cũng như là bán một ngôi nhà bởi vì lãi suất thế chấp vay nó tăng tăng giảm giảm tăng 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 nói chung là tăng đúng không các bạn hồi lúc trước mình đã nói hoài là trước đây thì đầu năm là 2.8 3.0 xong rồi bây giờ nó, rồi nó lên 6 chấm bây giờ nó giảm thì lãi suất trung bình cho khoản thế chấp cố định 30 năm bắt đầu từ năm nay là khoảng 3 trăm và sau đó bắt đầu tăng đều đặn nhanh chóng vượt ngưỡng 6 trăm vào tháng 6 à, nó đã giảm nhẹ trở lại kể từ đó nhưng vẫn nằm ở phạm vi trung bình khoảng chừng 5%, có nghĩa là không chứ mình nói là 4.99 à 4.9% quá Chỉ số 6% trong số những người được khảo sát cho rằng lãi suất thế chấp sẽ giảm trong khi đó 67% cho biết là lãi suất sẽ tăng, có nghĩa là khi mà họ khảo sát với các bạn thì có chỉ có 6% nói là lãi suất sẽ giảm thôi, còn lại 67% là nói là lãi suất sẽ tăng thì các bạn thử xem đi. Cái dự báo của Đức Vũ hôm trước thì mình có nói rằng á là lãi suất nó sẽ tăng bởi vì à Fed họ đang tháng 9 này họ sẽ nâng cái lãi suất lên à không 75 điểm nữa thì đó là cái mà mình suy đoán các bạn ha để giảm cái tình hình lạm phát bây giờ. dân số bán nhà mới và hiện đều và nhà hiện có đều giảm mạnh trong vài tháng qua do khả năng chi trả suy yếu và người mua lo lắng về lạm phát cũng như là nền kinh tế lớn hơn có nghĩa là người ta lo lắng về lạm phát cho nên là cái cái việc mà uh, người mua bây giờ họ giảm người người mua có nghĩa cái, cái dân số bán nhà mới và nhà hiện có và dân số mà bán nhà mới và nhà hiện có thị trường chứng khoán thua lỗ cũng khiến nhu cầu mua nhà À, cao cấp giảm xuống à, những cái mua nhà mà ở cái triệu trở lên nó giảm xuống các bạn rồi nguồn cung nhiều hơn trên thị trường đang đang đỡ hơn một chút có nghĩa là bây giờ ít người mua thì nhà nó nhiều đó là chuyện đơn giản nhưng hàng tồn kho vẫn thấp hơn nhiều so với các cái mức của những năm trước à, đặc biệt là ở mức đầu vào à, rồi, với tốc độ mà nhà đang hiện chậm lại và dự kiến sẽ còn chậm hơn nữa, người ta dự kiến sẽ còn chậm hơn nữa, à, thì cái ông này ông nói rằng, chúng tôi tin tưởng rằng phản ứng của người tiêu dùng đối với tình trạng nhà ở hiện nay có thể ngày càng trái chiều. Một số chủ nhà có thể chọn niêm ít nhà sớm hơn để tận dụng mức giá cao. Có nghĩa là bây giờ cái người mà người ta bán, người ta vẫn có thể tận dụng để người ta bán nhà bây giờ các bạn bởi vì giá nó còn cao đang chờ cái thời gian mà họ nhà xuống à, trong khi một số người mua nhà tiềm năng thì họ cũng có thể mua bây giờ à, cũng có thể mua bây giờ thì ok đó là cái bài Uh, ngày hôm nay quý vị các bạn cái bài cái nội dung tin thông tin mà mình cung cấp ngày hôm nay thì nó hy vọng là nó cũng sẽ uh, cho mọi người nhìn một cái nhìn tổng quan là bây giờ mọi người đi mua nhà cũng rất là bi quan và cái thằng bán nhà nó cũng xin lỗi cái người bán nhà cũng mua bi quan các bạn. À, cái người mua cũng bi quan mà người bán nhà cũng bi quan. Bi quan là sao? Bị, bị tâm lý bây giờ không biết là tình hình kinh tế như thế nào. Uh, và hôm qua mình có xem một cái... Uh, cái tin thì um, uh, có rất là nhiều chỉ số các bạn à, chỉ số về uh, tùm lum hết trong đó có là giảm phát giảm phát là một cái định nghĩa liên quan đến việc mà giá cả bắt đầu nó giá cả ở trên thị trường nó bắt đầu nó giảm các bạn à, nhưng mà nó giảm thì có người nói là tốt có người nói là không tốt thì cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện khác nhưng uh, sau khi mà họ nói là nếu mà giảm phát thì chúng ta cần làm cái gì thì uh, mọi uh, các cái chuyên gia thường thường á, thì người ta nói là ở trong cái thời buổi này mà này á, thì chúng ta nên uh, tích góp uh, cash các bạn tiền mặt để trong cái thời hội mà nó giảm này thì cả thị trường chứng khoán hoặc là những cái khác thì khi mà giảm đó thì mình đang nói là về giá cả hàng hóa không như các bạn chứ không nói về nhà cửa không mà nó về về uh, hàng hóa rồi nói liên quan đến các cái cổ phần cổ các cái cổ phiếu của các công ty rồi tiếp theo nữa thì nó có thể giảm và nếu mà giảm thì trong cái thời điểm này chúng ta vẫn có thể làm sao à, lúc mà nó giảm tới một cái thời điểm nào đó thì chúng ta có thể mua à, thì đó là các cái chuyên gia nói chứ không phải đức phú nói cái việc bạn ha mình uh, lưu ý mình nói là các chuyên gia còn, còn cái chuyện quyết định là do à, quý vị các bạn cái tiếp theo nữa là nên có một cái khoản tiền gọi là Emergency à, mình đã nói hoài với quý vị các bạn là để một cái quỹ dự phòng ha nếu chúng ta có thể thất nghiệp chúng ta có thể mất việc hoặc là chúng ta có bị cái gì đó thì chúng ta có thể dành một cái quỹ đó trong vòng bao nhiêu 6 tháng à, thì đó là cái mà người người nào ở Mỹ người ta cũng cần phải có làm các bạn nhưng mà mỗi hoàn cảnh của mỗi người khác nhau đâu có thể ai cũng có thể làm được việc đó đúng không quý vị các bạn thì à, à, một số cái cập nhật để cho quý vị các bạn thấy rằng à, bây giờ tình hình nó uh, nhiều khi người ta nói là trong lúc có bão thì cái người này um, bị thiệt hại nhưng mà người khác thì họ đang nắm cơ hội các bạn ha và đặc biệt là những cái thằng mà gọi là những cái nhà đầu tư mình dùng từ những cái nhà đầu tư uh, gọi là những cái nhà đầu tư hoặc là nhà tài phiệt thì họ luôn luôn tận dụng những cái cơ hội giống như vậy bởi vì họ có gì bạn binh hùng tướng mạnh có nghĩa là họ có vốn họ có cash họ có rất là nhiều thứ thì uh, đó là một vài cái chia sẻ nhận định nào cập nhật thân thức trong ngày hôm nay của đức vũ bây giờ thì xin chúc cho tất cả quý vị các bạn một ngày mới luôn tràn đầy yêu thương tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo à, quý vị các bạn hãy nhớ nhấn like và chia sẻ cho bạn bè và người thân để tạo động lực cho đức vũ cho quý vị các bạn bây giờ thì xin chào tạm biệt hẹn gặp quý vị các bạn trong những video tiếp theo nha bye bye